Xin chào tất cả các bậc phụ huynh. Cô chào các con. Hôm nay cô cùng các bậc phụ huynh và các con đến với hoạt động phát triển ngôn ngữ qua bài thơ Ăn quả của tác giả Hồng Thu. Để các con học thuộc bài thơ này, các bậc phụ huynh sẽ chuẩn bị nội dung bài thơ và một số tranh ảnh hoặc video để minh họa bài thơ. Trong bài thơ Ăn quả, các con có biết không? Các loại hoa quả có tác dụng giúp chúng mình tăng sức đề kháng và có rất nhiều vitamin và muối khoáng. Bây giờ các con hãy cùng cô lắng nghe bài thơ Ăn quả này nhé. Ăn quả. Bé ăn nhiều quả, người khỏe mạnh ra. Bé ăn quả na, càng thêm rắn chắc. Bé ăn quả mận, da rẻ hồng hào. Bé ăn quả đào, sạch răng sạch lưỡi. Bé ăn quả bưởi, nhiều sinh tố C. Bé ăn quả lê, càng thêm man mát. Bé ăn nhiều quả, bé ăn nhiều vào, da rẻ hồng hào, chăm ngoan học giỏi. Cô đã đọc cho chúng mình nghe bài thơ Ăn quả rất là hay. Trong bài thơ nói về tác dụng của các loài hoa quả đối với cơ thể của chúng mình. Trong bài thơ có hai từ hồng hào và rắn chắc. Bây giờ cô sẽ bật mí cho chúng mình nhé. Từ hồng hào là nói về một làn da căng mịn và đỏ hồng. Còn từ rắn chắc nói về một cơ thể khỏe mạnh, có sức khỏe tốt. Bây giờ cô lại có một thử thách. Các con thật thông minh và lắng nghe cô hỏi nhé. Hỏi số 1. Trong bài thơ có nhắc đến những loại quả nào? Đáp án số 1: quả na, quả đào, quả bưởi, quả mận, quả lê. Đáp án số 2: quả mận, quả bưởi, quả dâu tây, quả cam, quả táo. Chúng mình có 5 giây để suy nghĩ. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Và đáp án đúng là phương án số 1. Xin chúc mừng tất cả các con. Câu hỏi số 2. Bài thơ khuyên các con như thế nào về việc ăn quả? Đáp án số 1. Ăn nhiều và đa dạng các loại quả. Đáp án số 2. Chỉ ăn những loại quả mình thích. Chúng mình lại suy nghĩ tiếp nhé. Năm giây suy nghĩ đã hết. Và đáp án đúng là đáp án số 1. Câu hỏi số 3. Theo các con, ăn trái cây thì có lợi ích gì đối với cơ thể? Đáp án số 1. Giúp cho cơ thể khỏe mạnh, da rẻ hồng hào và tăng cường sức đề kháng. Đáp án số 2. Giúp cho cơ thể khỏe mạnh, ăn ngon, ngủ ngon. Chúng mình lại tiếp tục có 5 giây suy nghĩ nhé. Và đáp án đúng là đáp án số 1. Xin chúc mừng tất cả các con. Cô chúc mừng các con đã hoàn thành thử thách. Bây giờ các con hãy cùng đọc lại bài thơ với cô một lần nữa nhé. Bài thơ Ăn quả. Bé ăn nhiều quả, người khỏe mạnh ra. Bé ăn quả na, càng thêm rắn chắc. Bé ăn quả mận, da rẻ hồng hào. Bé ăn quả đào, sạch răng sạch lưỡi. Bé ăn quả bưởi, nhiều sinh tố C. Bé ăn quả lê, càng thêm man mát. Bé ăn nhiều quả, bé ăn nhiều vào, da rẻ hồng hào, chăm ngoan học giỏi. Cô Hương vừa đọc cho chúng mình nghe bài thơ Ăn quả. Và qua ngày hôm nay, cô Hương mong rằng các con ở nhà sẽ học thuộc được bài thơ Ăn quả và nhờ bố mẹ quay video gửi cho cô và các bạn xem nhé. Giờ học đến đây là hết rồi. Cô Hương xin chào các bậc phụ huynh và xin chào tất cả các con.